Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Công Lý có mấy vợ? Nghệ sĩ Công Lý sinh ngày 16 tháng 10 năm 1973. Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch. Anh được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong Gặp Nhau Cuối Năm. Anh được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong đợt phong tặng năm 2019 cho những công hiến cho loại hình kịch nói. Anh đã được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong một chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và đặc biệt là vai Bắc Đẩu ở chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Anh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào ngày 3 tháng 4 năm 2012 cùng với nhiều nghệ sĩ khác nữa. Ngoài ra anh còn được biết đến qua các vai diễn như là Khoái ở trong bộ phim truyền hình nhiều tập Gió Làng Kình và vai Hòa trong vở Điện Thoại Di Động và trưởng phòng trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hiện nay Công Lý đang là một diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội. Sự nghiệp của Công Lý. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Công Lý đã đứng trước những sự lựa chọn nghề nghiệp. Anh đã đăng ký dự thi ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đơn giản vì anh thích được xem phim, anh đã chọn ngành diễn viên vì nghĩ nếu anh thi đậu vào trường, đồng nghĩa anh có thể tha hồ để xem phim. Lúc ấy bản thân Công Lý cũng chưa rõ là diễn viên là gì và anh phải làm gì. Anh cũng không hiểu về khái niệm tiểu phẩm là gì và diễn ra làm sao. Công Lý đã rủ bạn thân để đăng ký, nhưng rồi đến sát ngày thi, người bạn của anh đột ngột bỏ ngang. Và chính trong những ngày thi thì Công Lý mới bắt đầu biết nôm na về khái niệm diễn viên và những gì phải làm. Và nếu không có câu nói của nghệ sĩ Đức Trọc, là cha của nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân: "Tôi thấy cậu này có khả năng để làm diễn viên, tuy hình thức không được thiện cảm lắm", thì Công Lý chắc chắn đã bị thi trượt chỉ vì một vẻ ngoài không được bắt mắt. 3 năm thì làm quen với nghề, Công Lý về đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội và đã trải qua thăng trầm trong nghề diễn. Dù gia đình đã không có ai theo nghệ thuật, nhưng mà Công Lý lại may mắn có được một sự ủng hộ hết mình từ phía cha mẹ mình. Tôi nhớ ngày xưa cha tôi đã hát rất hay. Ông là người yêu nghệ thuật, thích làm thơ và thích sưu tầm. Ông từng tặng tôi một cuốn sổ để ghi chép những vần thơ do ông làm và sưu tầm nữa. Tôi đã rất may mắn được hưởng niềm yêu thích về văn chương nghệ thuật của ông ấy. Danh hài Công Lý có đến 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người vợ đầu và con gái của Công Lý. Thục Khuê là người vợ đầu tiên của Công Lý. Cô được mọi người nhận xét là một người hiền hậu, giỏi giang, có cá tính, theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, Thục Khuê khá kín tiếng bởi nam nghệ sĩ rất ít khi chia sẻ với cô. Mọi người chỉ biết rằng cô từng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cặp đôi có chung một người con là Thục Anh, thường gọi ở nhà là bé Kiến. Cô bé sinh năm 2001 và năm nay đã thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và Đạo diễn. Mối quan hệ với nhà chồng, Thục Khuê là một cô dâu thảo hiền, chăm sóc chu đáo cho mọi thành viên trong gia đình. Bố của Công Lý từng kể rằng: "Tôi hay thích những quyển thơ, chính mẹ Thục Anh hay gửi cho tôi những tập thơ mà tôi rất thích. Những ngày gần đây tôi vẫn đọc đi đọc lại." Dù đã chia tay, cô cùng con gái vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ chồng cũ. Do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân, nên Công Lý và Thục Khuê thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên. Nam Thanh Hải chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái được duy nhất của anh là có cô con gái đáng yêu. Bé Kiến, tên thân mật mà mọi người hay gọi ở nhà, rất yêu thương bố. Gặp ai cũng một điện thoại để nhắn tin cho bố. Bố đang ở đâu? Bố đang làm gì? Mỗi lần nghĩ đến con, anh không tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Về phía Thục Khuê, chị hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị chẳng ngại lăn lộn những vùng sâu, vùng xa, vác máy quay nặng, vài cân để ghi lại những thước phim chân thực tới khán giả. Thục
thuộc quê cũng đã kết hôn và có thêm một bé nữa. Ngoài công việc, chị cũng dành thời gian chăm chút uốn nắn các con của mình. Lúc rảnh rỗi, chị đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Nhắc về thuộc quê, Công Lý từng chia sẻ hiếm hoi trên truyền hình, kể về sự quan tâm của người vợ đầu làm anh nhớ mãi. Thảo Vân. Mối tình giữa Thảo Vân và Công Lý đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Có lẽ một phần là vì cả hai đều là những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng giải trí. Hai người đến với nhau sau khi Công Lý ly hôn thuộc quê được 2 năm. Họ trải qua quá trình mặn nồng, hạnh phúc với kết quả là một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cặp đôi bất ngờ đổ vỡ sau 6 năm chung sống khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Giờ đây, sau 9 năm đổ vỡ, Công Lý và Thảo Vân là hai người bạn thân thiết. Họ vẫn gặp nhau một cách vui vẻ, thoải mái và cùng chăm sóc cậu con trai bé nhỏ của mình. Thảo Vân chia sẻ, tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng là bạn, chưa một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách, nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều từ hai phía. Công Lý và người vợ thứ ba. Công Lý và người vợ thứ ba cũng đã chỉ bên nhau được đúng 5 năm. Người đàn bà thứ ba đến với cuộc đời Công Lý là một phụ nữ xinh đẹp, làm trong ngành ngân hàng. Chị là một trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh rất lớn tại Hà Nội. Dù không có thêm bất cứ một đám cưới nào nữa, nhưng mà trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng vì họ đã đăng ký kết hôn. Theo lời chia sẻ của Công Lý thì sẽ không có đám cưới nào nữa. Phần vì anh rất ngại đưa thiệp cưới cho mọi người, phần vì anh đã nhận ra rằng sống với nhau không hẳn là cứ phải tổ chức đám cưới là có thể tới được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng mối tình này của hai người cũng chỉ kéo dài 5 năm và hiện tại cả hai đã đường ai nấy đi. Người đẹp Ngọc Hà, người vợ thứ tư được cô đầu Công Lý yêu thương. Người đẹp đồng hành với nghệ sĩ Công Lý nhỏ hơn anh 15 tuổi, nhưng cả hai được ngưỡng mộ bởi luôn yêu thương đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Ngọc Hà, người đẹp Hà Thành là cô phóng viên mảng văn hóa giải trí của một tờ báo điện tử. Ngọc Hà sở hữu vẻ ngoài thanh thoát dịu dàng, nụ cười tươi tắn với đồng tiền sâu. Có lẽ vì thế mà nữ phóng viên đã chinh phục được trái tim của nghệ sĩ nổi tiếng Công Lý. Công Lý và Ngọc Hà đã tổ chức đám cưới vào ngày 2 tháng 1 năm 2021. Ngọc Hà cũng nhầm thừa nhận điều này bằng những tấm ảnh mặc váy cưới lung linh được chia sẻ trên trang cá nhân của cô. Như vậy, sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Công